khởi tố người đàn ông cầm cây đập liên tục vào đầu một phụ nữ gây tử vong. Ngày 3 tháng 4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Văn Hoàng, 53 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, SGGPL đã đưa tin khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 3 giữa ông Hoàng và bà Trần Ngọc P, 68 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo có xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến đánh nhau. Bất ngờ ông Hoàng cầm cây gỗ đánh nhiều phát vào đầu và vai của bà P tại đoạn đường nông thôn thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành khiến bà P ngã gục xuống đường. Sau đó, ông Hoàng vẫn dùng cây gỗ đánh liên tiếp khoảng 22 lần vào đầu nạn nhân, vụ việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn. Toàn bộ vụ việc trên được camera của nhà người dân ghi lại. Bà P được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng đã tử vong vào khoảng 2 giờ ngày 28 tháng 3. Được biết, ông Hoàng và bà P là hàng xóm của nhau, giữa hai người thường xuyên mâu thuẫn, chửi nhau qua lại. Người dân địa phương cho biết, khi nhậu say, ông Hoàng thường xuyên chửi mắng hàng xóm xung quanh, tính khí rất thất thường. Trước đó, vào tháng 8 năm 2021, ông Hoàng cũng đã dùng cây đánh gãy tay một nữ hàng xóm khác.